Hiện tại, Tham vọng giàu sang trở thành phim có mức rating cao ngất, dẫn đầu top phim truyền hình Việt có lượt theo dõi cao nhất tuần. Dàn diễn viên trong phim cũng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là ở những khoảnh khắc hậu trường. Mới đây, Lê Phương vừa đăng ảnh chụp cùng Bạch Công Khanh nhân dịp sinh nhật của anh. Nữ diễn viên hài hước xưng là Má Ba, gọi nam ca sĩ là Thịnh theo nhân vật mà cả hai đang thể hiện trong phim Tham vọng giàu sang. Hôm nay sinh nhật Bạch Công Khanh, Má Ba chúc Thịnh ngày càng phong độ, sự nghiệp rực rỡ. Đặc biệt, sớm tái ngộ cùng nhau trong một dự án mộng mơ như tấm hình minh họa bên dưới nhà anh. À, nha con, nữ diễn viên gửi lời chúc đến Bạch Công Khanh và không quên tấu hài duyên dáng. Chia sẻ của Lê Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt, diễn viên Ia Nhật Hạ, người đóng vai vợ của Bạch Công Khanh trong Tham vọng giàu sang đã hài hước để lại bình luận: "Ủa, tính ra chị dâu thì săn em chồng, còn má ghẻ thì săn con chồng. Nhà ông Mạnh chơi lớn quá má ơi." Với khán giả theo dõi phim sẽ nhanh chóng nhận ra bình luận của Ia Nhật Hạ là từ tình huống trong Tham vọng giàu sang. Hiện, phim ngày càng gay cấn và kịch tính nên được nhiều người dõi theo, bàn luận rôm rả. Trái với không khí căng thẳng trên phim, ngoài đời dàn diễn viên lại có nhiều tương tác thoải mái, vui vẻ và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hậu trường lên trang cá nhân. Diễn viên Ia Nhật Hạ và Lê Phương tuy không ưa nhau trên màn ảnh nhưng ở hậu trường lại chụp ảnh thân thiết với nhau. Về phía Lê Phương, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ, thích thú khi làm mới bản thân với vai diễn phản diện trong Tham vọng giàu sang thay vì vào vai hiền lành, chịu thương chịu khó như ở nhiều phim trước đây. Nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn lần này: "Những ngày qua, tôi cảm nhận được là phim càng chiếu, tôi càng có khả năng xây biệt thự, chưa gì đã nhận được bình luận rát lỗ tai từ khán giả." Tuy vậy, cô lại cảm thấy vui mừng vì phản hồi từ khán giả phần nào cho thấy cô đã nhập vai khá ổn, khiến người xem đôi lúc nổi quạo vì nhân vật. Đây cũng là động lực giúp Lê Phương bước ra khỏi vùng an toàn,
thử sức ở nhiều dạng vai diễn mới mẻ hơn. Dù trong phim vào vai mẹ kế, con chồng nhưng ngoài đời, Bạch Công Khanh và Lê Phương có mối quan hệ khá thân thiết. Nữ diễn viên và bạn diễn trẻ còn từng hợp tác trong một số dự án nghệ thuật khác. Trên trang cá nhân, Lê Phương cũng không ngại chia sẻ những hình ảnh thân mật cùng Bạch Công Khanh và còn tự nhận là cặp đôi với nam diễn viên. Tuy nhiên đây chỉ là những màn chụp hình lưu niệm của Lê Phương và Bạch Công Khanh sau những dự án nghệ thuật mà thôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.